con áo tranh kia con chú đồ. Đây con chú đồ đây. Chẳng biết biết thở thế nào chứ này. Bảo đâu có việc cái gì? Bảo con cái để chứ có nói gì mà đồ. Để bà đấy thì coi như là mình không biết chứ có gì đâu. Bốn à. Đây là đằng sau là chuối gì vú á, chuối bầu quý gì đủ hết xoài. Kiếm việc nó làm nó cứ đứng đây nó coi người trên thịt không á. Đấy muốn được đây à, để ghế đi mà. Tập dài thế này chứ người chú. Sức khỏe gì tứ? Khỏe gì tứ? Đâu quay đâu hỏi thăm thôi mà. Quay ra kìa, đây là bà tứ. Bà tứ con gái bà Uyên đó, con rể quá đi. Rồi đó. Tất cả cái này là hai hết, có mỗi cái bốn là ba. Bây giờ mình đi giải chiếu đi ra. Đi giải chiếu xong là mình đặt bát là nhưng mà trong như có một người như bạn như bạn bây giờ như vậy như bạn như bạn này như bạn là đấy, hôm nay đám này là đám cưới của chú Phú. Chú được cưới bóng đó, còn chú dâu thì cũng còn đang là trước hết
Ông bà ông chú xin cảm ơn Thiên Chúa và mẹ Maria đã ban cho ông bà có được ngày hôm nay. Chúng con cũng xin cảm tạ hai cha, cảm tạ quý ông bà cha bác và anh em con được cứu đã bớt nhiều thì giờ đến dự bữa tiệc vui mừng của ông bà ông chủ Vũ hôm nay. Bữa tiệc hôm nay đã nói lên những kỷ niệm xa xưa, hơn 10 năm qua ông bà ông chủ Vũ đã mất một người con trai, và hôm nay người con trai đã trở về với ông bà tin mừng. Sự mừng này đã làm cho mọi người đều vui vẻ cả. Bữa tiệc cũng nói lên tấm lòng chân thành kính mến của ông bà đối với hai cha, đối với tất cả quý vị có mặt hôm nay. Trước khi dùng bữa, gia đình chúng con cũng xin Chúa ban chúc lành cho hai cha, xin Chúa và mẹ Maria ban cho tất cả quý vị có mặt hôm nay được mọi sự may lành hồng phát. Xin chân thành cảm tạ. Và sau đây gia đình chúng con cũng xin nổ một tràng pháo để mừng hai cha, mừng tất cả quý vị trong buổi tiệc hôm nay. Thầu, 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 th
mấy hôm rồi đi được mấy năm rồi, mà đang đây có gặp không?